Awards, the Outstanding Vietnamese Film Award for The Face of Seven, Won Quiz Film Nam. Và giờ đây xin được mời quý vị đại diện, chúng ta sẽ bắt đầu phần trao giải dành cho giải nhất phát dành cho phim Việt Nam được giải yêu thích nhất ạ. Xin mời. Rất đông các thành viên của bộ phim Lật Mặt 7 được sự yêu mến và mến phục của khán giả đã có mặt tại đây cùng với chúng tôi. Phần trao giải nhất phát dành cho phim Việt Nam được yêu thích nhất dành cho phim Lật Mặt 7 một điều ước. Xin được cảm ơn quý vị đại diện và xin chúc mừng đạo diễn Lý Hải cũng như là các thành viên của đoàn phim đã có mặt cùng với chúng tôi. Xin được mời các thành viên đoàn làm phim nán lại sân khấu có lời chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả cũng như rất nhiều những người đam mê điện ảnh và yêu thích cũng như quý vị khán giả và ban giám khảo đã bình chọn dành cho Lật Mặt 7 một điều ước.